Ngày hôm qua có giá trị gì cho ngày hôm nay? Tại sao là những cảm xúc từ quá khứ mà không phải là từ hiện tại? Câu chuyện từ quá khứ và hiện tại sẽ mang đến giá trị gì cho tương lai? Tất cả sẽ có trong miền ký ức. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng vờn lên tao em, gió ơi gió đừng dù đôi mắt em dịu hiền. Gió hãy nói rằng tôi mong có em, gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em, gió hãy nói rằng em yêu anh, gió hãy nói rằng ta yêu nhau thế thôi. Dù gió có ngang qua vườn chiều làm lá khô rơi rụng nhiều, dù gió có mang bao điều cuốn theo mùa thu đi, nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng vờn lên tóc em, gió ơi gió dù đôi mắt em dịu hiền. Gió hãy nói rằng tôi mong có em, gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ.
Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Miền Ký Ức, một chương trình âm nhạc đặc sắc của Ban Ca Nhạc Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với phần dẫn dắt của chúng tôi, Tùng Leo và Tuyền Tăng. Và thưa quý vị thân mến, một niềm vui khắp khởi đang dâng lên ở trong Tuyền không chỉ là cơ hội để được gặp quý vị khán giả, mà lại là thêm một lần nữa mình khám phá một chủ đề mới với Miền Ký Ức. Bởi vì quý vị biết không, cứ mỗi một chủ đề là em lại sẵn sàng khám phá rất nhiều những câu chuyện ngày xưa được kể lại. Và lúc này thì xin phép quý vị cho Tùng được hỏi cô em của Tùng về cái điều mà cô ấy thích nhất trong lần này để chọn nó xem như là chủ đề của Miền Ký Ức lần này quý vị nha. Em muốn gì nào? Ôi trời, sao tự nhiên áp lực quá vậy nè. Em cũng sẽ thích một chủ đề một chút xíu lãng mạn, nhẹ nhàng như con người của em đang đứng bên cạnh anh đây. Trời ơi, mặc nguyên bộ đồ đàn ông luôn mà kêu lãng mạn nhẹ nhàng. Em lãng mạn nhẹ nhàng, có nội tâm vô cùng sâu sắc nha quý vị ơi. Chúng ta chắc phải chuyển đề tài thưa quý vị, bởi vì Tùng thì không thể nào tiếp tục với những cái lời nói mà có vẻ hơi giả dối của Tuyền Tăng. Đùa thôi, anh biết em nhẹ nhàng, vì sâu sắc mới dẫn được chương trình Miền Ký Ức chứ. Và những khán giả trẻ của chương trình cũng vậy phải không ạ? Đừng tưởng những người trẻ, những người luôn luôn hướng mình về tương lai lại không có những suy nghĩ cho ngày hôm nay và đặc biệt là tình yêu thương dành cho những giá trị từ quá khứ ngày hôm qua phải không ạ? Và chính vì vậy muốn hỏi tiếp câu hỏi này. Yeah. Em có biết viết thư tay không? Trời ơi, em tự hào là mặc dù em là thế hệ sau này, thế hệ của 4.0, những thứ rất là tiên tiến và hiện đại, nhưng đến tận bây giờ em vẫn giữ riêng cho mình thói quen viết thư tay. Không tin tập 2. Bây giờ chẳng lẽ nói trên sóng truyền hình là cái thói quen viết thư tay nó được truyền lại từ người yêu cũ ta? Hãy xếp lại câu chuyện người yêu cũ với người yêu mới của Tuyền Tăng lại để cùng đến với những lần dở rất đẹp của chương trình lần này với chủ đề những cánh thư thời gian, với phần đầu tiên vô cùng quen thuộc, đó chính là Ký Ức HTV. Quý vị biết không, thiệt sự là cảm thấy vô cùng đồng cảm khi mà Tuyền Tăng vừa nói là cô ấy cũng là người viết thư tay nhiều. Phải thành thật rằng là dạo này cũng rất là ít viết thư tay. Nhưng mà viết thư tay là một trong những điều mà tôi tin rằng không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả đang theo dõi truyền hình cũng đã từng trải qua. Ngày xưa Tùng có một cái kỷ niệm, đó là khi mà anh còn bé thì anh là được xem là người viết thư cho ông nội. Bởi vì ông nội thì ngày xưa là học chữ Nôm, cho nên là không có viết được chữ Quốc ngữ. Thì khi mà muốn nói chuyện với lại bác ở ngoài Bắc thì là phải thông qua cậu cháu của mình. Thì lúc đó thì bác cả nhà Tùng đang bị tai nạn rất là nặng ở ngoài kia, thì ông mới đọc thư cho Tùng viết, mà ông đọc bằng tất cả nỗi xót xa của người cha dành cho con, đến độ thằng cháu kế bên viết thư mà cũng khóc theo. Cái giọt nước mắt mình rơi vào trong thư đó thì bác ở ngoài lại cứ tưởng là giọt nước mắt của ông nội. Mà thú vị hơn cả là khi mà lá thư đến tay của bác thì bác cũng đã khỏi rồi. Tại vì ngày xưa là thư đi rất là lâu thưa quý vị, không phải nhanh như là tích tắc của dây như bây giờ đối với đời sống internet và đối với truyền hình cũng thế. Nếu bây giờ quý vị quá quen thuộc với YouTube hoặc là những cái chương trình digital, những chương trình internet, thì ngày xưa truyền hình vẫn có một thời y chang như những lá thư tay, và cũng có rất nhiều những chương trình truyền hình liên quan đến những lá thư tay. Khi mà chúng ta đang làm chương trình ca nhạc thì chúng ta nhắc tới Thay Lời Muốn Nói chẳng hạn. Đố Tuyền và quý vị khán giả biết tiền thân của chương trình Thay Lời Muốn Nói là chương trình gì ạ? Em cứ tưởng là anh sẽ hỏi câu là cái thời kỳ đầu tiên á, thì khán giả tương tác với các chương trình truyền hình bằng hình thức nào, thì em sẽ dõng dạc trả lời dạ bằng thư tay. Bây giờ hỏi em chương trình nào tiền thân của Thay Lời Muốn Nói thiệt em thua. Tại vì thú thiệt với quý vị khán giả là có rất nhiều những chương trình vang bóng một thời của HTV mà tuổi đời của Tuyền tuyệt nhiên là không thể nào sánh bằng ạ. Anh là người rất là nổi tiếng, không bao giờ hỏi câu hỏi dễ. Nhưng mà không có đánh đố Tuyền Tăng về quý vị nữa. Xin mời quý vị cùng đến với đoạn phóng sự ngay sau đây của Miền Ký Ức để biết về chương trình mà Tùng vừa nhắc đến. Xin mời. Trong kỷ nguyên 4.0, với sự hỗ trợ của trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, truyền hình tương tác cho phép người xem tham gia điều khiển các chương trình truyền hình. Quay ngược thời gian, vào những năm cuối thế kỷ 20, sự tương tác giữa khán giả và chương trình truyền hình chủ yếu là qua những lá thư tay. Hộp thư bạn xem đài, ca nhạc theo yêu cầu, nhịp cầu âm nhạc, Thay Lời Muốn Nói là những chương trình có sự tương tác của khán giả ở thời kỳ đầu, từ năm 2000 trở về trước. Thông qua cánh thư gửi về cho chương trình, các thắc mắc của bạn xem đài được giải đáp, những tâm tư của khán giả được thấu hiểu và chia sẻ. Qua thời gian, sự tương tác của khán giả đối với chương trình truyền hình cũng thay đổi theo sự phát triển của khoa học công nghệ theo hướng dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên, dù cho công nghệ có hiện đại đến đâu, thì tình cảm được lưu giữ trong những bức thư, những dòng tâm sự mà khán giả dành cho chương trình vẫn đong đầy và chan chứa cảm xúc. Đã nói tới đài truyền hình là phải nói tới khán giả phải không ạ? Mà nói tới khán giả, mà nói đến những cánh thư tay thì không thể không nhắc đến những chương trình có liên quan đến việc tương tác khán giả thông qua việc viết thư. Và vào lúc này chúng tôi xin được phép mời đến chương trình Miền Ký Ức một nhân vật, đó chính là nhà báo Kim Hà, nguyên phó ban văn nghệ của đài truyền hình thành phố HTV. Xin mời cô cùng giao lưu với quý vị khán giả của Miền Ký Ức. Xin chào cô Kim Hà ạ. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Ký Ức của HTV và xin chào MC. Quý vị thân mến, hôm nay Tùng lần đầu tiên được nói chuyện với lại cô Kim Hà ở trên sóng truyền hình. Hôm nay sẽ gợi lại một chút xíu ký ức của cô về khoảng thời gian mà cô có làm với ban văn nghệ. Với khoảng thời gian làm căn nhà theo yêu cầu, chắc là cô cũng đã tiếp cận với rất là nhiều những cánh thư tay của quý vị khán giả phải không ạ? À? Câu hỏi đầu tiên cho phép Tùng được hỏi cô là từ ý tưởng nào mà chúng ta đã ra đời được chương trình ca nhạc theo yêu cầu ạ? À? Trước tiên thì tôi cũng xin tự giới thiệu. Từ năm 1977, tôi được nhạc sĩ Lưu Cầu tuyển về làm cho chương trình Báo Giờ và Ca Nhạc. Hồi đó còn gọi là chương trình FM. Một thời gian sau thì thấy công việc cũng còn nhàn hạ. Thì đồng chí trưởng phòng, tức là nhạc sĩ Bủ Huyền đó, có phân công cho tôi kiêm thêm một cái công tác nữa, tức là chương trình Ca Nhạc theo yêu cầu, cùng với chị Bích Thủy. Thì chương trình này được xuất phát từ cái ý tưởng là đem đến cho khán giả thưởng thức những bài hát mình yêu thích và là cầu nối giữa tác giả sáng tác, các ca sĩ được yêu thích và khán giả. Nói về chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu thì mãi đến thời gian bây giờ thì khán giả vẫn rất là yêu thích, là bởi vì đó chính là một trong những cái hình thức chương trình mang tính tương tác cao nhất. Nhưng mà chắc là quý vị khán giả của thời nay sẽ rất là khó nghĩ ra rằng ngày xưa mà muốn yêu cầu là phải viết thư như thế nào, bởi vì bây giờ chỉ cần viết một cái đoạn email hoặc là Facebook, hoặc là ngắn hơn nữa là một cái tin nhắn là có thể yêu cầu được ca khúc mình yêu thích. Xin được phép hỏi cô về cái quy trình của một lá thư khi mà về đến đài thì sẽ đi qua bao nhiêu bước để có thể trở thành một trong những yêu cầu được lên sóng, và không biết có một cái lần lên sóng nào mà cô nhớ về một lá thư đặc biệt nào không ạ? Từ năm 83, tôi được phân công làm thêm với chị Bích Thủy về cái khâu biên soạn. Thì năm đó thì cái sóng của HTV mình nó có một kênh chín thôi, mà cái sóng nó đi, tôi được nhớ là hình như nó khoảng 3-50 cây số, tức là chỉ lanh quanh Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Thì Củ Chi, nhất là cái khu vực Củ Chi của mình là thư nhiều lắm. Mỗi một tuần tôi, lúc đầu tôi làm thì tôi nhận được khoảng 5-30 thư một tuần. Thường xuyên là tôi phải đọc. Đọc xong tôi mới xếp loại. Xếp loại xem bài nào trong kho mình có, và bài nào mới phát sóng, mới thu hình, thì tôi lại sắp xếp lại để đáp ứng được với người xem. Cái chương trình này nó mang một cái tiêu chí như tôi đã nói, nhưng bên cạnh đó nó lại còn phải mang một cái nhiệm vụ là khi mà một ca khúc trong cái chương trình ca khúc mới thu phát sóng xong mà không phát nữa, hoặc là lâu lắm mới phát, thì khán giả sẽ không thấm thía được, không hiểu sâu được cái ca khúc nó hay chỗ nào, chưa đủ độ thẩm thấu để người ta thưởng thức một cái chương trình ca nhạc hoặc là một bài ca khúc mà gọi là có giá trị. Một tác phẩm ca nhạc có giá trị phải đến được với công chúng, nó phải trải qua cái thời gian. Thì chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu này nó đáp ứng được cái mục đích đó. Tức là khi soạn chương trình thì tôi thấy là nếu phát một lần người ta chưa thấy hay, mình sẽ phát nhiều lần. Cũng như cái món ăn ẩm thực vậy, mình phải giới thiệu, rồi mình phải đưa đến nhiều lần, người ta ăn quen, người ta thấy ngon. Thì ca khúc cũng thế. Khi mà tôi phát cái chương trình đó vào trong tuần đó thì thấy rằng cái thư khán giả nó có tăng lên, thì mình thấy hiệu quả của chương trình nó nằm ở chỗ đó. Trở lại cái công việc như thế nào để đến được với người biên soạn, thì hồi đó nó rất đơn giản thôi. Cái gì đơn giản nhất thì tôi nhớ nhất. Nó chỉ là một cái bức thư viết tay, những cái lá thư rất nguệch ngoạc. Nó không có mang một cái gì cầu kỳ, mà nó rất tự nhiên và đủ lứa tuổi. Già có, trẻ có, các em bé viết chữ còn rất là ngây ngô, mà những cái chữ yêu cầu nó đơn giản lắm. Cô ơi, cô Thủy ơi, cho con xin bài Bé Bé Bằng Bông. Nhưng mà khó cho tôi là cái bài đó thì mình đã không có trong ca khúc. Yeah. Thì mình chuyển sang cho cái phòng thiếu nhi, ví dụ như vậy.
thì người ta lại không đáp ứng. Thế thì lần sau các cháu lại cứ yêu cầu, mà hồi đó thì địa chỉ viết cũng không rõ, cho mình cũng không có điều kiện để mình trả lời các cháu là con ơi, cái chương trình đó nó không nằm vào chương trình của cô, mình không trả lời được. Nhưng tôi cứ nhớ mãi. Và bên cạnh đó có những cụ già rất là xúc động ở chỗ là các con cháu của cụ viết rất nhiều thư. Tuần nào tôi cũng nhận một cái thư như thế. Cô ơi, cho con xin yêu cầu bài Tấm áo mẹ vá năm xưa. Mà cái hồi đó hình như chưa có thu cái bài đó thì không biết lấy đâu ra. Mình chỉ có đáp ứng cái kho của mình thôi. Có thì mình mang ra mình phát, còn không có mình phải chờ. Thế thì đến một thời gian đó thì cái người bà đó không còn nữa. Thì tôi cứ ân hận mãi. Nó ngoài cái tầm suy nghĩ và ngoài cái khả năng của mình thì mình đành chịu. Yeah. Đấy là những cái nhỏ thôi, nhưng mà trong những cái ký ức đó thì đối với tôi nó cứ mang theo mãi. Mà cái gì mình không đáp ứng được đấy khán giả, mình cứ buồn mãi. Nói về cảm xúc thì chắc không bao giờ hết được. Đặc biệt là người đã đọc rất là nhiều những lá thư khác nhau, của nhiều khán giả khác nhau, cùng với những câu chuyện riêng ở trong đó. Nhưng mà đã nói về một cái thời quá khứ rất là huy hoàng về cảm xúc, thì cũng sẽ nói về những khó khăn phải không cô? Thời kỳ đó chắc là đài truyền hình mình cũng còn nhiều khó khăn. Và có những cái khó khăn nào hoặc là có những kỷ niệm nào mà cô vẫn nhớ tới bây giờ trong quá trình làm việc của mình không ạ? Tôi đến với đài truyền hình như thế là 40 năm. Mà lần đầu tiên tôi mới được ngồi vào một cái nơi tôi đã từng tâm huyết, và bây giờ nó nguy nga tráng lệ, nó đẹp như thế này, thực sự là tôi rất xúc động. Tôi chạnh lòng nhớ đến ngày xưa chúng tôi làm việc nó khó khăn. Tức là cái quy trình của một biên tập á, sau khi mà tôi đã làm hết cái phận sự của mình, biên soạn cùng với chị Bích Thủy đã giới thiệu chương trình, các cái công đoạn đó được ký duyệt xong xuôi thì đến cái khâu cắt dựng. Thì bây giờ cái kỹ thuật cắt dựng nó nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Hồi đó chúng tôi làm cái máy Ampex, nó to phải bằng một cái tường nhà, bề cao khoảng hơn 2 mét và bề ngang thì cũng 3-4 mét. Nó đặt cái 3 cái máy, một cái băng dựng cho để cái hình của người đọc. Còn một bên là cái băng để chọn những bài hát đưa vào cái băng thành phẩm. Thì 3 cái băng nó gộp là 1, thì mỗi một cái băng như thế là nó to, gần bằng cái này, nó gọi là băng Ampex ấy. Mà nó nặng 5-7 kg. Mà một kỹ thuật viên dựng với tôi là người ta phải bê 2 cái băng đó đặt lên cái máy Ampex. Thì bắt đầu tôi thấy là cái thời gian dựng một cái băng như thế chỉ khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, mà phải hoàn thiện xong để chờ cho biên tập khác, người ta tiếp thu cái dàn máy để ta dựng chuyện khác. Thì tôi lúc đó tôi có 38 kg, thấy anh ấy bê một mình như thế là không thể kịp được, thì tôi đưa cái sức tôi ra ỉ ạch bê, cũng bê băng đặt lên. Mà đến lúc đặt thì không biết nặng, đặt một cái băng 5-7 kg lên mà cứ đặt hết cái này tới anh đặt tới tôi đặt. Mà tôi thấy xung quanh biên tập người ta cũng làm giống tôi vào tôi thấy các anh chị khác cũng giúp kỹ thuật viên như vậy, thì tôi cũng làm, cũng không có nghĩ là tại sao mà mình lại phải vất vả như thế. Nhưng mà tôi thấy đấy là cái tình đồng nghiệp. Và qua câu chuyện đó thì chúng ta cũng đã thấy là những người làm truyền hình họ rất là yêu quý nhau. Bởi vì trong thời gian khó thì nếu mà không cùng nhau đi lên thì chắc là sẽ không thể nào tạo ra những tác phẩm truyền hình đúng, được đúng. Hôm nay thì chắc là cho phép Tùng được gửi lời cảm ơn đến cô, là bởi vì cô đã kể lại những câu chuyện của ngày xưa rất là có giá trị với khán giả truyền hình ngày hôm nay, để họ biết được rằng có một khoảng thời gian những lá thư đã rất đẹp, làm cho công việc của đài truyền hình càng ngày càng xúc động hơn. Một trong những bài hát và những lá thư đó rất hay thưa quý vị, đó chính là ca khúc Bồ Câu Không Đưa Thư. Xin mời quý vị. Bồ câu không đưa thư hay
bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám, để khi chia tay nhau ôm một mối tình lặng suốt đời. Bồ câu ơi, để lòng ai mơ ước. Bồ câu ơi, nhịp câu nỗi hai người không ghét. Chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với phần 2 của chương trình Ký ức thành phố trẻ. Và đúng theo format của chương trình thì mỗi khi đến với ký ức về thành phố này thì chúng ta sẽ đi qua những nơi chốn rất là nổi tiếng và để lại rất là nhiều cảm xúc cho nhiều người. Cùng với chủ đề là những cánh thư thời gian, Tùng tin chắc là rất nhiều khán giả đã đoán được lần này chúng ta sẽ đi đâu. Và không để quý vị phải chờ lâu nữa, xin mời tất cả chúng ta cùng gặp gỡ biên tập viên Minh Cát. Xin chào MC Tùng Leo, Tuyền Tăng và quý vị khán giả. Hiện tại thì Minh Cát đang có mặt tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố, tọa lạc tại số 2 quảng trường công xã Paris thuộc phường Bến Nghé, quận Nhất. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh được kiến trúc sư nổi tiếng Gustave Eiffel xây dựng từ năm 1886 đến năm 1891. Công trình có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với châu Á. Tòa nhà với mái và cửa sổ vòm gợi nhớ đến các trạm xe lửa đầu tiên ở châu Âu. Kiến trúc đặc trưng của các công sở Pháp là phần mái cao và thoáng mát. Trên vòm mái trong tiền sảnh của tòa nhà có hai bản đồ lịch sử. Bên phải là bản đồ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và địa phương xung quanh vào năm 1892. Bên trái là bản đồ đường dây điện của Việt Nam và Campuchia năm 1936.
Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, gửi thư tay không còn là lựa chọn hàng đầu của người dân. Nhưng bưu điện thành phố Hồ Chí Minh vẫn tấp nập khách tham quan, không chỉ bởi sự độc đáo trong kiến trúc, mà đây còn là nơi đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, bao sự thay đổi của thành phố và con người nơi đây. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất đặc biệt tại nơi này. Ông được mọi người đặt cho một cái biệt danh rất là dễ thương, đó là người viết thư thuê xuyên thế kỷ. Xin được giới thiệu với quý vị ông Dương Văn Ngộ. Xin kính chào quý vị. Dạ, con chào chú ạ. Chú có thể cho biết là chú đã công tác tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh cách đây khoảng bao lâu rồi ạ? Đúng là tôi là người duy nhất viết thơ thuê ở đây. 18 tuổi mới thi vô bưu điện, thì 20 mấy tuổi mới đổi qua Sài Gòn này làm. Thì ban đầu đó cũng lửa thơ này nọ, sau người ta thấy làm khá, là mới cho ra mấy quầy này để làm. Rồi tôi có làm thủ quỹ rồi nữa, thủ quỹ mà kiêm đi ngân hàng. Đó, kỷ niệm từ 16 tuổi cho tới bây giờ, hết chỗ này tới chỗ kia. Chỉ trừ cái quầy điện thoại đó là không có làm, bởi quầy đó dành cho nữ làm. Thưa chú, hiện nay thì công nghệ thông tin đã phát triển rất là nhiều. Như vậy thì theo chú, việc viết thư tay hiện nay còn mang một cái ý nghĩa như thế nào ạ? Công việc ở đây đó thì nhiều người ngoại quốc biết lắm. Ví dụ như bên Đức có tờ báo đã đăng tôi cách đây 13 năm. Thành ra người Đức, bên đó có truyền hình, bên Nhật Bản cũng có truyền hình nữa. Thành ra người Đức biết tôi nhiều lắm. Qua đây là họ đã yêu cầu hướng dẫn viên dắt đến kiếm tôi. Bây giờ thì có thơ, có internet thì mau hơn, nhưng mà vẫn có những người nhờ, chẳng hạn như viết bưu thiếp hay là kêu điện thoại. Người ta nhờ thì người ta nhờ bưu thiếp nhiều hơn, bởi vì viết bưu thiếp dễ dàng, dễ lắm, mà họ thích lắm. Dạ, con xin được cảm ơn chú ạ. Và thưa quý vị, như chú Dương Văn Ngộ đã chia sẻ, thì hiện nay mặc dù là việc công nghệ thông tin đã phát triển rất là vượt bậc và việc liên lạc giữa các vùng, các nước cũng diễn ra rất là dễ dàng chỉ bằng một cú click chuột thôi, thế nhưng việc viết thư tay vẫn mang một cái ý nghĩa rất riêng và đông đầy cảm xúc. Quý vị thân mến, không biết quý vị thế nào chứ khi mà nhìn thấy hình ảnh của chú Dương Văn Ngộ thì Tùng cảm thấy rất là xúc động. Phải nói là xúc động nhất là khi mà có một người bạn nói là Tùng, nhanh qua gặp chú đi, kẻo không gặp được nữa. Tại vì giờ chú cũng đã lớn tuổi rồi thưa quý vị. Và lúc đó tự nhiên mình cảm thấy là phải bỏ ngay tất cả mọi thứ để chạy đến bưu điện thành phố Hồ Chí Minh để gặp người đàn ông viết thư đó, để biết được rằng là chú vẫn đang khỏe và chú vẫn còn đang viết thư để phục vụ cho người dân thành phố. Phải nói là đối với rất là nhiều người thì bưu điện thành phố Hồ Chí Minh như là một danh lam thắng cảnh, là một địa điểm lịch sử của thành phố, là một địa điểm đáng tự hào, mang nhiều dấu ấn của cảm xúc. Nhưng mà nếu như thiếu đi người đàn ông viết thư tay này thì có lẽ bưu điện cũng sẽ mất đi phần nào đó những điều rất đổi thân thương và đầy xúc cảm. Lại một lần nữa cảm ơn Tuyền Tăng, bởi vì ở một thế hệ vô cùng trẻ mà em vẫn yêu điều này, khiến cho tôi vẫn tin rằng việc viết thư vẫn sẽ là một trong những điều tất cả chúng ta cùng yêu quý. Bởi vì sao thưa quý vị? Dẫu mọi chuyện có thể đi qua, nhưng bất giác chúng ta nhìn lại nét bút của một người nào thân quen cũ, bỗng dưng câu chuyện lại quay trở về và lại thầm mỉm cười hoặc thầm thở dài trong nụ cười buồn rằng chuyện ấy đã từng diễn ra bằng những lá thư tay. Qua tấm gương ta đã gặp nhau bối rối thật lâu, đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về
mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh yêu anh, mơ mỗi sáng tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh đứng những ngọn đèn vàng. Anh yêu, anh yêu em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em, bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tình giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào. Xin được cảm ơn những lời ca ngọt ngào và đầy tình cảm của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng qua tình ca Bức Thư Tình Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và thưa quý vị, thêm một lần nữa chúng ta lại nhắc về mối tình đầu, và cũng thêm một lần nữa Tuyền Tăng lại cảm thấy rất là tự hào về thói quen viết thư tay của mình. Tuyền Tăng tin chắc rằng không phải là câu chuyện của những người gửi thư cho nhau, mà những người làm nhiệm vụ trao nhận thư, những người làm nhiệm vụ trao gửi những cái lời yêu thương đó giữa người gửi và người nhận cũng sẽ có rất nhiều những nỗi niềm riêng. Chính vì thế, đến với miền ký ức ngày hôm nay, hãy cùng với Tuyền Tăng chào đón một vị khách mời đặc biệt. Xin được chào đón chị Nguyễn Thị Minh Trang, Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý khán giả của chương trình Miền Ký Ức. Xin chào MC Tuyền Tăng. Chị Minh Trang ơi, tính đến thời điểm hiện tại thì chị đã có bao nhiêu năm công tác tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh rồi ạ? Chị đã được công tác 27 năm ở Bưu điện Thành phố rồi. 27 năm, tổng cộng chị đã trải qua bao nhiêu vai trò ở bưu điện của mình ạ? Chị đã trải qua 4 vai trò. Đầu tiên ra trường đi làm là công việc giao dịch viên ở tại Bưu điện Nhà thờ Đức Bà. Sau đó 3 năm thì chị vào phòng quản lý là một chuyên viên. Sau đó thì lên trưởng phòng. Bây giờ thì lên quản lý.
công việc chuyên viên á chị, có nghĩa là mình sẽ nhận thư rồi mình sàng lọc thư và sau đó mình chuyển đến những cái địa điểm dành cho người nhận đúng không chị? Công việc đầu tiên của giao dịch viên là nhận thư của khách hàng và có một bộ phận ở phía sau là bộ phận sẽ phân hướng chia chọn để cho thư đến tay của người nhận. Công việc của một chuyên viên thì là mình là sẽ hỗ trợ để xử lý tất cả các vướng mắc ở trong quá trình chuyển phát thư nếu như có xảy ra, hoặc là hỗ trợ các bạn giao dịch viên ở IC trong những cái lúc mà phục vụ khách hàng. Đối với những cái thư từ nước ngoài gửi về thì cái quá trình đó nó có những cái bước thay đổi nào không hả chị? Đối với thư quốc tế đi hoặc là đến thì tất cả đều phải qua một cái bưu cục gọi là bưu cục ngoại dịch. Thì tại đây có một bộ phận gọi là bộ phận hải quan, bưu điện sẽ kiểm soát tất cả các bưu gửi đi ra nước ngoài và từ nước ngoài đến. Sau cái bộ phận đó rồi thì quy trình còn lại vẫn là phương hướng chi chọn. Trong số những cái vai trò mà chị đã trải qua trong cái chặng đường công tác tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh thì đối với chị đâu là cái công việc mà chị cảm thấy có nhiều những cái kỷ niệm gắn bó với mình nhất ? Đối với chị thì công việc giao dịch viên là công việc mà chị cảm thấy là có rất là nhiều niềm vui. Và cho đến bây giờ thì chị vẫn luôn nhớ 3 năm mà mình làm giao dịch viên ở tại Bưu điện Nhà thờ Đức Bà. Có biết bao những cái câu chuyện nào thú vị xoay quanh những cái người gửi thư với cái cô giao dịch viên ngày đó không ạ? Có nhiều kỷ niệm lắm. Khách hàng gửi thư thì cũng có nhiều hình thức. Có thể là mua tem rồi dán lên bì thư và bỏ vào cái thùng thư trên đường phố, hoặc là bỏ vào cái thùng thư trước cửa của bưu điện. Còn nếu mà muốn gặp trực tiếp giao dịch viên thì khách hàng sẽ vào trong quầy ghi xe của bưu điện và gặp giao dịch viên. Thư thì có thể là dán tem, tem giấy hoặc là quay tem máy như hiện nay. Thì cái giao tiếp giữa người gửi thư và giao dịch viên là giao tiếp đầu tiên và ấn tượng cũng là đầu tiên. Cũng có nhiều anh trong KC chờ mỗi tối, nghĩa là tối tan làm lúc tầm khoảng 9-10 giờ đêm vậy đấy, thì các anh vẫn cứ đứng ở cổng để chờ đón về. Em tò mò là vậy thì còn những người gửi thư thì sao? Lúc trước thì mình lại hay có phong trào viết thư cho anh bộ đội. Thì các em học sinh gửi gắm rất là nhiều tâm sự cho các anh đi ra bưu điện để gửi. Rồi thông thường thì gửi cho người thân, gửi cho người yêu, gửi cho người yêu phương xa, kể cả người nước ngoài. Cũng có nhiều khách hàng cũng không biết viết tiếng Anh, cũng muốn gửi thư đi nước ngoài thì lại nhờ bác Ngộ để dịch thư. Thì người lớn có, người trẻ có. Và thông thường tâm sự của các người lớn tuổi mà muốn gửi thư cho người ở xa đó thì nhiều tâm sự lắm. Đối với rất nhiều người, khi mà nghe đến cái việc làm công tác tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người sẽ nghĩ đây là một cái công việc cũng có nhiều đó, có vẻ nhàm chán. Nhưng đối với một người đã dành 27 năm công tác tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, em tin là có những lý do để chị có thể gắn bó nhiều đến thế với nơi này đúng không chị? Đối với chị thì hình như không có một công việc gì gọi là nhàm chán. Quan trọng là mình đối với nó như thế nào thôi. Mình tự tạo niềm vui, tự tìm thấy niềm vui là không có việc gì chán cả. Và đối với bưu điện cũng vậy. Mặc dù ngày nào cũng là những công việc đơn điệu như thế, nhưng mà thật sự là hôm nay em tiếp xúc với khách hàng, mỗi một người mỗi khác, mỗi một tâm tư tình cảm nó khác nhau, thì tự nhiên là tạo ra một cảm xúc khác nhau. Và ngày hôm nay khi mà phục vụ được một khách hàng nào đấy, nhận được lời cảm ơn của khách hàng, tự nhiên cảm thấy động lực. Và ngày mai là sẵn sàng tiếp tục đi làm. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị. Và có thể nói là mỗi một công việc không có chính, không có phụ, ai cũng có một cái vai trò rất là riêng. Bởi vì nếu như không có những cô giao dịch viên, không có bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ chắc chắn không thể nào những cánh thư ấy đến được với những người thương của mình để có thể trao gửi hết những tâm tư tình cảm đúng không thưa quý vị? Và có một cái câu hỏi em rất là muốn hỏi chị ngay bây giờ. Đó là hiện tại cái số lượng thư tay á, mà mình tiếp nhận mỗi ngày nó có còn không chị? Hiện nay thì thư tay không còn nhiều, chủ yếu là thư quảng cáo. Mỗi khi mà mở thùng thư ra cũng cảm thấy chạnh lòng, bởi vì việc gì thì nó cũng tới cái hồi mà nếu như bạn trẻ, các bạn trẻ không còn quan tâm tới việc chia sẻ thư tay thì chắc chắn là thư tay cũng sẽ mai một. Theo chị biết là kinh nghiệm một số các nước thì họ vẫn duy trì cho cái việc viết, thay vì là viết thư tay thì là viết bưu thiếp. Đa phần người nước ngoài khi đến Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh mà du lịch thì gần như ai cũng mua bưu thiếp để họ viết lên, xong rồi họ mua tem họ dán lên và họ gửi đi để báo với bạn bè là mình đã từng đến đây. Và đấy cũng là một cái cách để duy trì
cái việc mà chia sẻ tình cảm với nhau thông qua thư hay là bưu thiếp? Dạ, em thấy đó cũng là một cái cách rất hay, bởi vì mặc dù em giữ cái thói quen viết thư tay, nhưng thật lòng để mà em thuyết phục những người bạn đồng trang lứa với mình là này hãy viết thư tay gửi người thương đi thì cũng rất là khó, bởi vì các bạn sẽ có rất nhiều những cái phương tiện nó nhanh hơn, nó gọn hơn, nó tiện hơn ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà một gợi ý rất hay từ chị Minh Trang đó là có thể mình không cần phải viết thư tay, chúng ta chỉ cần đến ở những nơi thật là đẹp ở trên đất nước của mình hoặc là ở trên thế giới và gửi những cái dòng postcard cho nhau thì cũng đã là lưu giữ những cái ký ức, lưu giữ những cái tình cảm rất là đặc biệt ở nơi mà mình đi qua, ở người mà mình yêu thương, đúng không chị? Và mỗi người một màu sắc, mỗi người tô điểm thêm cho cuộc sống này trở nên thật là rạng rỡ. Cảm ơn chị Minh Trang về một mảng màu rất là đáng yêu đến từ Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho miền ký ức ngày hôm nay. Và một ca khúc gửi tặng đến chị, gửi đến tất cả quý vị khán giả của chương trình, ca khúc Bức tranh muôn màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập qua phần thể hiện của ca sĩ Tú Anh.
Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với phần 3 của chương trình Từ Ký Ức Đến Hôm Nay và sẵn sàng một thông điệp chia sẻ đến thế hệ trẻ ngay bây giờ chứ anh Tùng. Thông điệp của tuần này dành tặng cho tất cả quý vị và đặc biệt là hướng về quý vị khán giả trẻ, đó chính là cho dù công nghệ phát triển thì thư tay vẫn luôn giữ cảm xúc chân thành nhất. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép mời tất cả quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự cùng với những người trẻ liên quan đến chủ đề lần này. Xin mời. Thường bây giờ tôi hay liên lạc với bạn bè người thân của mình bằng tin nhắn qua Facebook nè, hoặc là tin nhắn qua Zalo, rồi đôi khi thì cũng gọi điện thoại trực tiếp. Hiện tại thì thời buổi công nghệ số nên là mình thường liên hệ với người thân, bạn bè mình ở xa bằng công nghệ là nhắn tin, hoặc là thỉnh thoảng thì có viết thư cho nhau như là trao đổi những cái gì mà các bạn đang như là trải qua hàng ngày trong cuộc sống của mình, thì thỉnh thoảng thôi, một hai bức thư tay cho nhau thôi ạ. Thực ra là từ nhỏ tới giờ Thuận chưa bao giờ viết thư tay cả. Thuận có nhận được một bức thư tay rất là đặc biệt của bạn gái của Thuận cách đây 8 năm. Mẫu thư nhỏ thôi, súc tích, ngắn gọn nhưng đầy tình cảm. Ngọc nghĩ là thư tay là một cái điều gì đó nó rất là ý nghĩa. Người viết họ dùng hết tâm tư và tấm lòng của mình để viết ra những cái lá thư đó. Nó rất là chân thành và Ngọc. Và đó là cái điều mà đáng lưu giữ. Khi mà mình viết thư tay gửi đến các người thân hay là bạn bè của mình á, thì Hằng cảm thấy là được sự thể hiện cái sự tôn trọng của Hằng đối với họ. Nên là khi mà họ nhận được viết thư tay của mình á, họ thấy rất là vui. Thì Thuận nghĩ thư tay nó là một cái văn hóa rất là hay dành cho tất cả mọi người. Vì Thuận cũng muốn đôi lần được nhận vài bức thư tay. Nhưng mà dạo gần đây thì mọi người cũng biết đó, công nghệ phát triển nhiều quá. Mọi người lại viết qua mail hoặc là viết qua tin nhắn hoặc là viết qua Zalo, thì Thuận cũng muốn là sẽ có một lúc nào đó mình lắng lòng mình lại, mình viết một bức thư tay thật là hay, thật là hoàn chỉnh để gửi cho người mình yêu. Thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe rất là nhiều những cái góc nhìn khác nhau về việc viết thư tay ở thời điểm hiện tại. Và Tuyền thì vẫn giữ quan điểm rất riêng của mình, đó là những cái dòng thư tay đó nó là cả một cái hành trình cảm xúc để mỗi khi mình bắt gặp lại cánh thư quen thuộc, những dòng chữ đó là mình đã từng thấy rằng ôi, mình đã từng trải qua những khoảnh khắc rất là tuyệt đẹp của cuộc đời như thế. Hồi nãy khi mà anh dẫn chương trình một mình cùng với vị khách mời, anh có nói với quý vị khán giả là thử lấy giấy bút ra mà viết đi để coi là mình còn viết thư tay được không. Tại sao lại nói như vậy thưa quý vị? Là bởi vì lâu quá không viết tay mình nó cứng mất tiêu rồi. Thậm chí Tùng nói thiệt chứ tới bây giờ Tùng không còn tin rằng là ngày xưa anh vốn dĩ rất là nổi tiếng là viết chữ đẹp. Mà bây giờ chữ mình nó cũng hơi nguệch ngoạc bởi vì không có dùng đến. Cái gì lâu không dùng đến rồi nó cũng mai một đi. Thì cảm xúc cũng thế thưa quý vị. Nếu chúng ta cứ gắn cảm xúc của mình vào những lá thư điện tử thì biết đâu đấy cái điều không muốn nó lại diễn ra. Đó chính là bản thân cảm xúc của chúng ta cũng sẽ bị mai một. Thế cho nên là ngày hôm nay đã lỡ nói về thư tay rồi thì không có dành riêng cái thông điệp này cho khán giả trẻ, mà ngay cả những khán giả lớn tuổi thì cũng xin quý vị hãy xem thử xem đã lâu rồi không đi gặp ai thân thương ở xa mình, viết cho họ một lá thư để gửi cho họ tình cảm vẹn nguyên mà chúng ta vẫn có trong tim của họ, và đặc biệt là những người yêu nhau hay là những người đã từng yêu nhau, hãy viết một lá thư dành cho nhau rằng ôi, mối tình ngày xưa đẹp tuyệt trần như cách anh đã từng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn.
và tôi cũng yêu em, cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, cũng yêu em rộn ràng, yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Cảm ơn ba chàng trai của nhóm The Wings cùng với ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua một bản phối rất mới mẻ và đặc biệt dành tặng cho các khán giả của Miền Ký Ức.
Và vào lúc này thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Cho phép Tùng được mượn một cái câu hát ở trong bài hát để nói với quý vị. Đó chính là chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, xin được phép yêu quý vị nồng nàn, yêu quý vị chứa chan. Và rất mong quý vị đừng bao giờ quên chương trình Miền Ký Ức với rất nhiều những khoảng trời đẹp của ngày hôm qua dành tặng cho ngày hôm nay và ngày mai nữa. Đây sẽ là lời chào tạm biệt của Tùng và Tuyền Tăng với chương trình Miền Ký Ức số này.